tất cả các bạn. Sau đây tôi lại tiếp tục giới thiệu với các bạn cách truyền hình ảnh từ máy tính laptop cho lên một cái màn hình TV CRT thông thường như thế kia. Thì cái máy tính này của tôi nó có cái cổng HDMI này. Đấy, thì tôi sẽ bây giờ dùng cái cổng này để truyền hình ảnh lên cái TV. Thì TV CRT thì để làm được cái việc đấy thì tôi cần một số cái bộ phận như sau. Là thứ nhất là một cái cáp HDMI như này. Nhưng mà đây là nó hơi dài, tôi cần cái dùng cái ngắn thôi cũng được. Đây, HDMI. Cái này thì chắc ai cũng biết rồi. Hai đầu như này. Sau đấy tôi dùng một cái bộ chuyển đổi tín hiệu HDMI sang AV. Nó hình thù như này. Đấy, nó cái đầu vào nó ghi chữ HDMI này. Và đầu ra nó là dạng AV, tức là gồm một tín hiệu vàng là màu tín hiệu hình ảnh, còn hai tín hiệu NR này tín hiệu âm thanh loa trái loa phải này. Đấy, nó có một cái nút gạt chế độ NTSC hộp ban này, và đây có một cái vị trí rác USB cấp nguồn. Thì tôi cần phải có một cái dây USB cấp nguồn cho nó như này, tôi phải cắm nó vào cái đầu rác này, này nó phải phù hợp với cái rác USB ở đây, cắm vào đây. Đấy, và cái đầu dây USB này tôi sẽ phải cắm vào một cái cổng USB ở trên máy tính để tôi lấy nguồn 5V từ máy tính ra cấp cho cái bộ chuyển đổi này. Đấy. Tiếp theo nữa là tôi phải cần một cái cáp, dây cáp AV hoa sen, nó có ba đầu vàng đỏ trắng như thế này, hai đầu nó sẽ giống hệt nhau. Một đầu tôi cắm nó vào cái bộ chuyển đổi này này. Đấy, nó có màu của nó, vàng sẽ cắm vào vàng, trắng cắm vào cái rác trắng, đỏ cắm vào cái chỗ vị trí rác đỏ này. Đây tôi đang thao tác một tay nên nó hơi bị ngựa. Đấy, đầu còn lại của cái dây AV này tôi sẽ cắm vào một cái đầu vào tín hiệu AV, đây là xem nó ghi là AV2 in của cái TV này. Đấy, TV này nó đang ở chế độ AV2 này, tôi sẽ cấp tín hiệu nó vào cái trên này. Nó cũng có ba cái rắc đỏ trắng vàng như thế thì mình cắm đúng màu vàng vào vàng và vàng trắng vào trắng này, đỏ vào đỏ này. Đấy, thì đấy dây cáp AV này nó sẽ vào cái vị trí đấy, vàng vào vàng, thấy chưa, vàng vào vàng, trắng vào trắng này, đỏ vào đỏ này. Đấy, tôi xác nhận lại và nó là chế độ AV2 in trên này. Thế thì bạn thấy chưa, tức là mình dùng cái dây USB này cấp nguồn cho cái bộ chuyển đổi này, bộ chuyển đổi HDMI sang AV này, và kết nối cái đầu ra tín hiệu video này, âm thanh trái âm thanh phải qua cái dây AV truyền sang TV ấy, thì ngay lập tức là trên TV nó sẽ xuất hiện cái hình ảnh sọc màu tiêu chuẩn, nó xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng gì kia cả. Đấy, thì nó chưa hiện được cái hình ảnh gì ngoài mấy cái sọc màu ấy ra, bởi vì mình chưa cấp cái tín hiệu HDMI input vào cái bộ chuyển đổi này. Đấy, bây giờ mình sẽ chuyển sang dùng cái dây HDMI kia, mình cắm vào cái đầu vào input này. Đó, cắm vào đây. Đó, cắm vào đây. Đó, tôi cắm dây HDMI vào cái đầu vào input rồi nhá. Còn đầu còn lại của dây HDMI này tôi sẽ cắm vào cái cổng HDMI ở trên máy tính này. Đó, cắm vào đây. Đấy, như vậy là cái dây cáp HDMI nó sẽ được kết nối từ máy tính này vào đầu vào của cái bộ chuyển đổi HDMI sang AV. Còn cái dây USB này đây dùng để cấp nguồn, lấy từ một cổng USB của máy tính để cấp nguồn cho cái bộ chuyển đổi này, và tín hiệu đầu ra bộ chuyển đổi này nó sẽ truyền sang TV, và mình phải chọn cái đầu vào là AV2 bởi vì mình cắm vào cái chỗ AV2 rồi. Thế thì như vậy là bạn thấy chưa, trên màn hình laptop này, này nó có hình ảnh của cái máy tính này.
nhưng mà trên TV nó vẫn chỉ có mấy cái sọc màu đấy. Để bây giờ truyền được hình ảnh từ từ laptop này sang cái TV kia thì mình lại làm như sau. Mình tìm một cái nút có cái hình biểu tượng màn hình này, mình ấn vào đấy thì nó đang ở chế độ là chỉ hiển thị hình ảnh trên máy tính thôi. Vì thế là ở chế độ này thì chỉ có hình ảnh trên máy tính, còn trên TV kia chưa nhìn thấy gì. Bây giờ mình dịch nó sang một nước là chế độ duplicate này, là chế độ hiển thị vừa hình ảnh trên máy tính vừa hiển thị trên màn hình ngoài. Ý muốn nói là cái TV kia là mình màn hình ngoài. Thì mình dịch cái mũi tên sang chế độ duplicate rồi rồi ấn enter. Bạn lưu ý rằng là để hiển thị được hình ảnh lên TV ở Việt Nam ấy thì là chế độ hình ảnh nó là chế độ hình ban đây này. Đấy, có nghĩa là nó liên quan đến tần số quét dòng mạch ở trên cái TV kia, mà nó trong cái thị trường Việt Nam thì là nó ở cái chế độ hệ ban. Thế thì như tôi vừa nói là mình ấn vào cái nút nút mà có biểu thị của cái màn hình TV này. Mình chọn cái chế độ duplicate này, enter thì ngay lập tức hình ảnh ở trên màn hình laptop này, này nó sẽ được truyền qua cái dây cáp HDMI sang cái bộ chuyển đổi HDMI sang AV và dẫn qua cái dây AV kia sang màn hình TV kia. Đấy, như vậy bạn thấy chưa, màn hình trên của máy tính này, này nó sẽ hiển thị giống hệt trên màn hình của TV. Bây giờ giả sử bạn mở một cái gì đấy, ví dụ như kiểu là một bộ phim ở trên trên cái laptop này, và bạn không muốn nhìn hình ảnh trên laptop mà muốn xem phim ở trên TV thì bạn có thể xem mở một cái bộ phim ở trên trên màn hình laptop này. Thì do nó màn hình laptop này nó được nhân bản giống hệt cái màn hình TV kia, hai cái màn hình này hiển thị như nhau nên bạn có thể xem được hình ảnh hai nơi. Thì cái cách này đôi khi nó sẽ hiệu quả với những người mà có hai cái phòng xuyên nhau ấy, mà một người nằm bên này xem, một người ở bên kia xem ấy, thì cũng hoàn toàn có thể xem cùng một bộ phim nó có nội dung giống nhau được. Đó, là sự tôi. Hoặc là bạn không muốn nhìn cái màn hình máy tính này nó tối quá, nó đau mắt quá, bạn có thể xem trên TV nó góc nó nhìn nó rộng hơn thì nó hoàn toàn có thể được. Hoàn toàn có thể được. eToro, nền tảng giao dịch xã hội hàng đầu thế giới, hàng trăm người dùng từ hơn 140 quốc gia. Đấy, thấy chưa? Tôi đang xem hình ảnh ở trên laptop này thì trên cái màn hình TV kia nó cũng giống hệt như thế. Đấy, với cái cách làm như vậy là mình có thể chuyển được hình ảnh từ laptop sang màn hình TV CRT xem một cách rất là thoải mái. Âm thanh ở trên TV kia nó cũng to.